Quang Hải có động thái mới sau status thông báo tài khoản Facebook bị hack. Có lẽ hôm nay, 23 tháng 6 chính là ngày Quang Hải giật hết spotlight trên mạng xã hội, tất tần tật các hội nhóm, diễn đàn to nhỏ đều đồng loạt gọi tên chàng cầu thủ. Chuyện là Quang Hải đã bị hack Facebook và những đoạn tin nhắn riêng tư, tiết lộ chuyện yêu đương được cho là của Quang Hải với một người anh thân thiết đã bị hacker đăng tải. Quang Hải bị hack Facebook sáng nay 23 tháng 6, ngay lập tức, dư luận liền chia làm hai phe đối lập nhau. Một bên cho rằng việc này là xâm phạm quyền riêng tư và bên còn lại thì chú ý nhiều hơn vào những dòng tin nhắn được cho là của Quang Hải. Và còn nơi nào phù hợp để bày tỏ quan điểm bằng trang cá nhân của Hải. Thế nên dân tình đã tràn vào tranh cãi, bình luận ngay phía dưới những bài đăng, bức hình mà anh chàng đã đăng tải. Tuy nhiên sau khi Khí chính thức lên tiếng về vụ việc khoảng 1 giờ đồng hồ, chàng cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã khóa bình luận ở cả Facebook lẫn Instagram. Trong khi trước đó, trang cá nhân của Quang Hải đều để hết ở chế độ cho phép người lạ bình luận. Quang Hải đã tắt comment ở cả Facebook lẫn Instagram. Có phải anh chàng không muốn sẽ xuất hiện thêm nhiều bình luận không hay ho không nhỉ? Hiện tại, Quang Hải đã liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để truy tìm kẻ xấu tấn công Facebook của mình. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.